Hôm nay mình sẽ chia sẻ bữa cơm gia đình của nhà mình nhé. Làm theo cái cách này rất là nhanh mà lại ngon, mà từ người lớn đến bé nhỏ đều thích. Và cái mâm cơm này thì lại cực kỳ đơn giản thôi. Trước tiên là mình sẽ đi gọt mướp hoặc là bí, để tùy theo các bạn, hoặc là bầu. Như này các bạn ăn những cái loại rau gì thì các bạn lựa làm. Nhưng hôm nay mình có quả mướp bầu thì mình gọt bầu đi. Sau đó mình sẽ mang đi gọt sạch, rửa sạch. Rồi mình thái miếng vừa ăn, rồi mình mang đi luộc để là mình có một món rau xanh. Vì những cái món ăn như này thì chúng ta phải có món mặn và món rau thì khi ăn thì nó mới cân bằng dinh dưỡng, và tinh bột thì là gạo. Và khi ăn xong thì mình có thể tráng miệng ấy, trái cây ấy, nghỉ khoảng nửa tiếng mình có thể tráng miệng bằng trái cây ấy. Và bây giờ để nấu thì mình chỉ cần đun sôi một nồi nước, mình cho rau vào, không cần nhiều nước quá để cho rau của chúng ta nó ngọt ấy, cái nước của nó ngọt ấy. Và khi mà đun sôi này và nấu chín ấy, thì trước khi tắt bếp ấy, thì mình sẽ cho một chút bột ngọt vào, rồi sau đó mình mới múc rau ra. Thì làm như vậy rau của chúng ta rất là ngọt và ngon ấy. Và cái nước dùng này mình có thể dưới cơm, chan với cơm mà mình ăn ấy. Nếu mà các bạn mà thích ăn dưa cà muối thì chúng ta cứ muối chín dưa cà và ăn cùng cái nước luộc này cũng cực kỳ ngon ấy. Đây là cái bữa cơm của nhà mình nấu rất là nhanh. Nên mình muốn chia sẻ vừa đủ món mặn và món rau, món canh để cho các bạn có thể làm ấy. Với những hôm ở nhà chúng ta bận ấy thì chúng ta làm món này. Và tiếp đến là thịt, thịt thì mình rửa sạch, sau đó mình cho vào nồi chiên không dầu để nó áp bớt cái mỡ ra. Rồi sau đó mình sẽ phi thơm hành tím với một chút dầu ăn, và hay là chính là cái mỡ của cái thịt vừa ra ấy, với thêm một chút màu dầu điều cho nó đẹp, hoặc là nước hàng ấy, cho nó đẹp màu để thịt khi chúng ta rang lên nó lên màu đẹp ấy. Thịt mà khi đã xong rồi thì mình xào với trứng cút như này. Nếu các bạn không ăn trứng cút thì các bạn có thể bỏ qua nhé, mình cũng có thể cho thêm ít đậu ở chúng ta xào cùng cũng được. Còn đây nhà mình bé nhỏ rất thích ăn trứng cút nên mình bóc một ít trứng cút rồi. Thì trong thời gian mình luộc rau ấy thì mình luộc luôn trứng ấy, và khi đợi rau chín thì mình bóc trứng ấy, thì nó cũng rất nhanh. Mâm cơm này mình làm cả thời gian nấu và chuẩn bị chỉ mất 30 phút thôi, nó cũng rất là nhàn. Nếu các bạn không ăn trứng thì nó còn nhàn hơn cơ, vì bóc trứng nó hơi lâu một chút đấy. Nhưng cái mẹo bóc trứng thì cũng rất là đơn giản, chúng ta làm nát cái vỏ bên ngoài, sau đó chúng ta bóc tuột tuột là được. Khi mà trứng chín thì chúng ta xả ngay vào nước lạnh thì nó sẽ bóc rất là dễ. Xào thì mình cho lêm nếm gia vị đầy đủ, mắm, muối, hạt lêm, bột ngọt, hạt tiêu và hành tím, thì khi mà phi thơm thì mùi nó rất là thơm rồi. Đây là mâm cơm khi mình làm xong lại vừa đầy đủ dinh dưỡng và rất là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.